các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ - Kissinger tại Paris. Tác giả: Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc: Hải Yến. Số 15. Cuộc gặp riêng giữa Lê Đức Thọ và Kissinger hôm 4 tháng 4 năm 1970 trong bối cảnh một Đông Dương đang bị mây đen bao phủ. Kissinger đến nơi họp, vẫn ở số 11, phố Đan Thơ, khệ nệ mang theo nhiều hành lý. Trước con mắt ngạc nhiên của đoàn Việt Nam, ông ta vội giải thích: sau khi nói chuyện xong, chúng tôi phải đi thẳng ra sân bay. Hôm ấy là thứ bảy, Kissinger cười và nói thêm: tôi phải hy sinh 3 ngày nghỉ vì sự nghiệp hòa bình. Lê Đức Thọ cũng cười và nói: như vậy ít quá, làm sao mà giải quyết được? Đi vào nội dung, Kissinger bắt đầu nói về một số điều chính trong lịch rút quân ông đưa ra lần trước. Nâng con số sẽ rút trong tháng thứ tư và thứ năm lên một chút. Xuân Thủy bác bỏ việc Mỹ đòi hai bên cùng rút quân trong thời gian 16 tháng của Mỹ là một bước thụt lùi và phê phán Mỹ vẫn chưa cử trưởng đoàn mới ở hội nghị công khai. Nhắc lại các sự kiện ở Lào và Campuchia, Xuân Thủy nói: chính các ông đang dùng áp lực quân sự và áp lực chính trị để hòng ép chúng tôi nhận những điều kiện của các ông. Bộ trưởng ủng hộ đề nghị rút quân Mỹ trong 6 tháng của chính phủ cách mạng lâm thời và chuyển sang vấn đề chính trị. Mỹ phải tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, thừa nhận độc lập và trung lập của miền Nam Việt Nam. Cụ thể, 1. Chúng tôi thừa nhận chính quyền Sài Gòn là một thực tế, nhưng phải thay đổi bọn cầm đầu hiện nay là Thiệu Kỳ Khiêm, kẻ đang cản trở việc giải quyết hòa bình vấn đề Việt Nam. 2. Thành lập chính phủ lâm thời gồm 3 thành phần: những đại biểu của chính phủ cách mạng lâm thời, những đại biểu của chính quyền Sài Gòn, không có Thiệu Kỳ Khiêm, và những đại biểu các lực lượng chính trị ngoài 2 lực lượng trên. 3. Sau khi Mỹ rút, tổ chức tuyển cử bầu ra quốc hội, thông qua hiến pháp mới và tổ chức chính phủ liên hiệp chính thức. Về vấn đề lực lượng vũ trang Việt Nam ở miền Nam Việt Nam, sau khi thỏa thuận về vấn đề chính trị và quân sự trên, chúng tôi sẵn sàng thảo luận. Kissinger thừa nhận rằng vấn đề chính trị là vấn đề khó khăn nhất trong cuộc đàm phán này. Đó là trung tâm vấn đề đối với người Việt Nam. Đó cũng là lý do làm cho có tình hình chiến tranh trong hơn 30 năm qua. Ông nhắc lại 2 nguyên tắc đã nêu ra là phải thỏa thuận với nhau xem tương quan lực lượng hiện có giữa các lực lượng hiện nay thế nào, và phải thỏa thuận với nhau về quá trình chính trị phải thực hiện để phản ánh tương quan lực lượng đó. Là những người Leninist, các ngài hiểu luận điểm về quá trình chính trị không bao giờ ổn định cả, và vì vậy phía Hoa Kỳ muốn tạo ra được một quá trình chính trị không loại trừ bất cứ kết quả nào, làm cho tất cả các nhóm chính trị đều có khả năng tham gia vào cuộc đấu tranh về các vấn đề chính trị quốc gia. Chúng tôi đang tìm cách tách cuộc đấu tranh quân sự ra khỏi cuộc đấu tranh chính trị. Hoa Kỳ không chấp nhận một giải pháp bị ép buộc bằng quân sự. Hoa Kỳ sẵn sàng chấp nhận kết quả của quá trình chính trị, phản ánh nguyện vọng của nhân dân. Chúng tôi phản đối không phải các mục tiêu các ngài đề ra, mà là tác dụng thực tế của các mục tiêu đó. Các ngài chỉ chọn những người mà các ngài cho là yêu chuộng hòa bình và đè bẹp tất cả các lực lượng chính trị có tổ chức của những người đối lập. Chỉ thảo luận vấn đề chính trị đã có thể thay đổi thực tế chính trị rồi. Lê Đức Thọ: tôi thấy triết học của các ông quanh co, khó hiểu và khác với triết học Marxist. Kissinger:
Tôi thấy khó thỏa mãn những đồng sự người Hà Nội của tôi vì nói cái gì chung chung thì các ngài bảo là không Leninist, nói cái gì cụ thể thì các ngài lại không ưa. Rồi ông ta kể một câu chuyện vui. Có người hỏi Anatole France, nhà văn Pháp 1844-1924, là ông đã đọc triết học của Kant chưa? France trả lời: tôi mới đọc ít lắm, mới được có 9 cuốn thôi, nhưng tất cả cái gì quan trọng lại ở phần cuối. Lê Đức Thọ: thế thì bây giờ tôi đang chờ phần cuối đó. Kissinger không nói phần cuối mà tiếp tục đưa ra thí dụ để minh họa ý kiến của ông ta. Thí dụ, hai bên bàn về thay đổi bà Bình thì sẽ ảnh hưởng đến tinh thần bà Bình. Rồi ông ta nói, phía Việt Nam đòi thay thế một số người cầm đầu trong chính quyền Sài Gòn hiện nay như là một tiền đề cho quá trình chính trị thì Mỹ không nhận được. Ông cũng thừa nhận ta có khúc mắc trong vấn đề tuyển cử. Ai sẽ đứng ra tuyển cử? Tôi nghĩ rằng có nhiều mặt sáng tạo. Thí dụ, có ủy ban hỗn hợp tuyển cử vì ủy ban này có thể đáp ứng rất xa những yêu cầu hợp lý của các ông. Lê Đức Thọ: nó chưa nhích được bước nào, chứ không phải đi xa. Tôi chờ mãi câu chủ chốt, nhưng rốt cục vẫn là ủy ban hỗn hợp như đã đề nghị ở Kuhlenbeck. Kissinger còn nói nhiều nữa, rằng ông ta sẵn sàng bàn đến quan hệ giữa bầu cử tự do và phân chia quyền lực. Việc bầu cử cơ quan hành pháp và trực tiếp hay gián tiếp bầu quốc hội, rồi quốc hội bầu ra chính phủ hay trực tiếp bầu ra chính phủ. Mối quan hệ giữa cơ quan hành pháp và lập pháp, giữa các tỉnh và Sài Gòn, vân vân. Rồi vấn đề quân sự như ngừng bắn ảnh hưởng đến quá trình chính trị như thế nào. Kissinger tóm tắt các đề nghị của ông ta như sau. 1. Chúng tôi đồng ý về nguyên tắc phải rút toàn bộ quân Hoa Kỳ và quân đồng minh. 2. Chúng tôi đã trình bày một kế hoạch chi tiết về việc rút quân đó và chúng tôi cũng đã nói rằng vấn đề thời gian rút quân là vấn đề mềm dẻo và sẽ không để nó thành một trở ngại cho việc giải quyết. 3. Chúng tôi đã nói chúng tôi không cam kết duy trì một lực lượng chính trị nào trong chính quyền một khi đạt được một giải pháp. 4. Chúng tôi đã nói về phương pháp thích hợp để biết được ý muốn của nhân dân, nhưng chúng tôi cũng sẵn sàng bàn những đề nghị khác về các vấn đề đó. 5. Chúng tôi đã nói là chúng tôi không những sẵn sàng bàn vấn đề tuyển cử một cách trừu tượng, mà còn sẵn sàng bàn mối liên quan giữa tuyển cử và quyền lực chính trị. Mối liên quan giữa các vấn đề quân sự và chính trị, giữa quyền hành pháp và quyền lập pháp. Vấn đề bảo vệ các lực lượng thiểu số. Nói cách khác, chúng tôi không nói đến bầu cử một cách trừu tượng mà nói đến một cơ cấu chính trị cụ thể. 6. Chúng tôi sẵn sàng xem xét vấn đề chính trị và vấn đề quân sự có liên quan với nhau, không những một cách chung chung mà cả vấn đề cụ thể nữa, đặc biệt qua thảo luận vấn đề ngừng bắn. Kissinger còn nói rằng Mỹ không có ý định dùng vấn đề Lào làm áp lực quân sự đối với Việt Nam. Chính phủ Hoa Kỳ sẵn sàng tiến tới một giải pháp thực hiện trên cơ sở giữ nguyên trạng ở Lào, sẵn sàng thực hiện với ta một sự thỏa thuận để bảo đảm nền trung lập của Lào và bảo đảm an ninh cho lực lượng của Việt Nam khỏi bị những hoạt động đối địch xuất phát từ Lào. Về vấn đề Campuchia, ông nói, Mỹ đã không dính dáng vào và đã không dùng vấn đề Campuchia làm áp lực với Việt Nam và tuyên bố sẵn sàng hôm nay thỏa thuận với Việt Nam về những sự sắp xếp để đảm bảo nền trung lập của Campuchia không bị vi phạm. Hoa Kỳ không có ý định gây ra một tình hình tương tự như ở Việt Nam, ở một nơi khác ở Đông Nam Á. Còn về phía Việt Nam, hình như đã tiến hành tiến công ở Nam Việt Nam
4 ngày trước khi ông đến đây để đàm phán một cách nghiêm chỉnh. Cuối cùng ông nói, trong cuộc đàm phán hiện nay, Hoa Kỳ đã có đại diện đúng đắn rồi và chính ông đã 4 lần vượt đại dương sang đây đàm phán với Việt Nam một cách trung thực. Xuân Thủy đề nghị giải lao, nhưng ông cố vấn Nhà Trắng còn yêu cầu Bộ trưởng giải thích một câu. Ông nói rằng sẽ bàn rút quân của Việt Nam nếu hai bên đạt được thỏa thuận. Kissinger hỏi, các ông sẽ bàn với ai? Xuân Thủy, với ai thì sẽ liệu? Lê Đức Thọ, chưa thỏa thuận được với nhau thì làm sao biết bàn với ai? Kissinger, tôi cho rằng ông Bộ trưởng còn khó tính hơn tôi. Xuân Thủy, từ khi gặp ông đến giờ tôi sinh ra khó tính thế đấy. Tôi học cái tính của ông đấy. Kissinger, ngay từ ngày đầu tiên gặp ông, tôi đã thấy ông hắc lắm rồi. Xuân Thủy, không thế đâu. Chính là tôi cứ nghe cái triết lý quanh co của ông nên mới trở nên khó tính. Kissinger, chúng tôi bất ngờ gặp phải các ông là đối phương, chứ chúng tôi không lựa chọn. Nếu chúng tôi lựa chọn, thì chúng tôi lựa chọn đối phương dễ tính hơn. Sau khi nghỉ, Lê Đức Thọ phát biểu bằng lời lẽ mạnh mẽ. Ông nói một cách thẳng thắn, trong hai lần gặp vừa qua, ông đều nói rằng các ông muốn giải quyết hòa bình, không muốn dùng áp lực quyết định, không muốn đàm phán trên thế mạnh. Nhưng những việc làm thực tế của các ông làm cho chúng tôi không thể tin được những lời nói của ông. Qua những sự kiện xảy ra ở Việt Nam, Lào và Campuchia, nhất là những sự kiện xảy ra ở Lào và Campuchia, chúng tôi cho rằng các ông vẫn tích cực thực hiện Việt Nam hóa chiến tranh, kéo dài và mở rộng chiến tranh ra toàn cõi Đông Dương. Về Lào, trong 2-3 năm qua, chiến sự vẫn diễn ra bình thường, nhưng thử hỏi, ai đã đánh chiếm cánh đồng chum cho nên nhân dân Lào phải đánh trả lại và chiếm lại cánh đồng chum? Và bây giờ các ông lại đưa quân Thái vào Lào ném bom cánh đồng chum rất ác liệt. Về Campuchia, ai đã tổ chức đảo chính ở Campuchia, đã xóa bỏ nền độc lập và trung lập của Campuchia và đưa một tập đoàn phản động ở đó lên cầm quyền? Không ai khác hơn là Mỹ. Các ông nói, các ông không uy hiếp Việt Nam trong vấn đề Lào và các ông không dính dáng đến vấn đề Campuchia. Điều đó hoàn toàn không đúng sự thật. Phương ngôn Việt Nam có câu, không thể lấy thúng úp voi được. Kissinger xen vào, tôi thích câu ấy đấy. Lê Đức Thọ tiếp tục lên án Mỹ định dùng lực lượng tay sai ở Campuchia phối hợp với lực lượng tay sai ở Nam Việt Nam tiêu diệt lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam và phong trào cách mạng Campuchia, thực hiện học thuyết của Nixon, dùng người châu Á đánh người châu Á. Rõ ràng các ông muốn dùng sức mạnh để giải quyết vấn đề và đàm phán trên thế mạnh, buộc nhân dân chúng tôi cũng như nhân dân Lào và nhân dân Campuchia phải khuất phục sức mạnh của các ông. Nhưng tôi cho đó chỉ là ảo tưởng. Các ông đã lầm to. Bao nhiêu sức mạnh của các ông cũng không thể khuất phục được nhân dân chúng tôi cũng như nhân dân Lào và nhân dân Campuchia. Các ông không đánh giá đúng và không lường được hết lực lượng của toàn dân tộc chúng tôi đứng dậy chống các ông. Bây giờ các ông lại muốn mở rộng chiến tranh sang Campuchia và lại muốn bước vào những vết xe cũ. Các ông tưởng dùng một số phản động trong quân đội lật đổ Sihanouk thế là xong. Nếu nghĩ như vậy thì thật đơn giản quá. Chính việc làm đó của các ông đã tạo ra ở Campuchia một tình hình là quần chúng nhân dân đã đoàn kết chống lại các ông và bọn phản động. Họ đã nghe theo lời kêu gọi của ông Sihanouk và của Mặt trận Thống nhất Dân tộc Campuchia, nổi lên với tất cả tinh thần dũng cảm của họ để bảo vệ độc lập và trung lập của Campuchia. Chỉ trong 10 ngày thôi mà tình hình đã biến chuyển rất nhanh. Đó là báo hiệu sự thất bại của các ông. Lê Đức Thọ nói rõ thái độ của ta là ủng hộ tuyên bố 5 điểm của Sihanouk
Và chừng nào chính quyền Lon Nol Sirit Mattak còn ở Phnom Penh thì không thể giải quyết được vấn đề Campuchia. Ông nói tiếp, trong tình hình các ông đang thất bại ở Việt Nam và Lào thì làm sao lại thắng ở Campuchia được? Các ông đã gieo gió thì các ông sẽ gặt bão. Các ông đã gây ra mối hận thù dân tộc giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia. Nhưng nhân dân ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào đã có truyền thống đoàn kết chống Pháp 9 năm trước đây và đã gắn bó với nhau từ lâu. Các ông không phá vỡ nổi sự đoàn kết đó. Ngày nay, nhân dân ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào càng kiên quyết chiến đấu và nhất định giành thắng lợi. Các ông nhất định sẽ thất bại lớn hơn nữa. Vậy, ngày nay có giải quyết được vấn đề hòa bình ở Việt Nam, Lào và Campuchia hay không? Điều đó không tùy thuộc ở chúng tôi mà chính là tùy thuộc ở các ông. Ông cũng nói đến hai khả năng giải quyết vấn đề Việt Nam, hòa bình hay chiến tranh, và tiếp. Chúng tôi vẫn để ngỏ cánh cửa cho một giải pháp hòa bình, nhưng ông Nixon chưa muốn giải quyết vấn đề và còn nhiều tham vọng. Mong rằng giáo sư Kissinger có đầu óc, nghiên cứu nắm vấn đề để giải quyết, hãy tỉnh táo nhìn vào thực tế. Về tương quan lực lượng chính trị ở miền Nam Việt Nam, Lê Đức Thọ nhấn mạnh, lực lượng Thiệu Kỳ Khiêm mà các ông nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân miền Nam là hòa bình trung lập, chỉ có một thiểu số tướng tá là thích chiến tranh thôi. Khi Lê Đức Thọ kết thúc lời phát biểu của mình, Kissinger nhận xét ngay là cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ đã nói đúng 55 phút không kém ông ta và hứa sẽ nghiên cứu ý kiến của ông Thọ. Kissinger nói đi nói lại rằng Mỹ không chủ mưu gây ra đảo chính ở Campuchia, rằng ông Thọ đã quá đề cao Cục Tình báo Trung ương Mỹ, CIA. Sau này Kissinger cũng viết như vậy trong cuốn sách Ở Nhà Trắng của ông ta và cũng ghi lại một số đoạn phát biểu của Lê Đức Thọ đã gây cho ông ta ấn tượng sâu sắc. Kissinger nói lại một cách lâm ly, cố thuyết phục ông Thọ. Chúng ta phải chọn một trong hai điều. Một là chúng ta vẫn tiếp tục, nhưng chúng ta cứ trốn đằng sau những phức tạp của Việt Nam. Cả hai bên chúng ta đều có đủ thông minh, đặc biệt là các ông có tài về biện chứng, để kéo dài mãi mãi cũng được. Đó là một sự luyện tập về lý luận không dẫn tới đâu cả mà không cần sự tham gia của tôi. Hai là chúng ta cố gắng theo tinh thần của Bộ trưởng Xuân Thủy là hai bên phải tìm cách đề cập những vấn đề cơ bản và đưa ra những đề nghị cụ thể mới để có thể chấm dứt chiến tranh trong năm nay. Hai bên còn tranh luận thêm về vấn đề Lào và Campuchia và hứa nghiên cứu ý kiến của nhau. Kissinger đề nghị có thêm một phiên gặp riêng nữa, nhưng cố vấn Lê Đức Thọ đề nghị hai bên nghiên cứu ý kiến của nhau. Đến lúc nào đó thấy có gì mới sẽ gặp lại. Hiệp đầu đàm phán giữa Lê Đức Thọ và Kissinger chấm dứt với phiên họp ngày 4 tháng 4. Trong đợt này, hai bên có đi vào vấn đề thực chất, nhưng nói chung vẫn giữ quan điểm của mình. Mỹ vẫn muốn đàm phán trên thế mạnh, tuy có rút ra một số quân Mỹ, nhưng mở rộng chiến tranh sang Campuchia, tăng cường chiến sự ở Lào. Họ chưa thật muốn bàn bạc nghiêm chỉnh một giải pháp. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong các chương trình của WinWin Việt Nam phát vào 12 giờ và 20 giờ hàng ngày. WinWin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.